Xin chào, tôi là Dan Willay, cố vấn cây ăn quả. Tôi có mặt ở đây tại Trung tâm Chẩn đoán Dịch hại Cây Trồng và Thực phẩm của Bộ Nông nghiệp và Thực phẩm California để trình bày câu hỏi của bạn về rầy chổng cánh châu Á. Và rầy đâu tới Victoria Hornbaker, giám đốc chương trình Cây Cam Quýt. Chào Victoria. Chào Dan. Chào mừng bạn đến với Trung tâm Chẩn đoán Dịch hại Thực vật. Vào đi. Tôi muốn giới thiệu với bạn Lucita Kumagai. Lucita là nhà vi khuẩn học tại phòng nghiệm và là chuyên gia chẩn đoán chính của chúng tôi về bệnh vàng lá. Xin chào Dan tôi hiểu rằng bạn có một số câu hỏi về aslb vì vậy hãy vào phòng thí nghiệm và xem liệu chúng tôi có thể trả lời câu hỏi của bạn không cdfa đang làm việc chăm chỉ để cứu những cây cam quýt của california khỏi căn bệnh chết chóc này và bạn sẽ được quan sát một phần công việc của họ trong lúc câu hỏi của bạn được giải đáp trước tiên chúng ta sẽ xem các cây cam quýt được thử nghiệm aslb như thế nào đầu tiên chúng tôi nhận một loạt các mẫu từ các nhân viên hiện trường chúng đựng trong một cái túi như thế này những chiếc lá được gói trong những chiếc khăn giấy ALB lây lan ở đâu và những khu vực nào có nguy cơ cao nhất. Ngay lúc này, chúng tôi phát hiện căn bệnh này đang mở rộng ở những khu vực hiện đã được tìm thấy bệnh như LA, Oren và Riverside. Nhưng đó là bởi vì chúng tôi đang khảo sát kỹ lưỡng những khu vực đó. Chúng tôi có khoảng 60 khảo sát viên ra ngoài và khảo sát các khu vực này mỗi ngày. Họ gửi mẫu tới đây đến phòng thí nghiệm để chúng được xử lý. Vấn đề là bệnh này có thể ở bất cứ nơi nào trong tiểu bang Bất cứ nơi nào hiện có cây cam quýt đều có thể có dịch bệnh. Vì vậy, chúng tôi muốn mọi người hết sức cảnh giác, hãy để mắt đến cây của bạn, tìm các triệu chứng của bệnh và rây chống cánh châu Á. Và nếu bạn tìm thấy, hãy vui lòng báo cáo cho CDFA theo số gọi đến 1800 491 1899. Chuẩn bị mẫu lá để kiểm tra là một quá trình tốn nhiều công sức. Để có thể đạt được công suất tối đa, chúng tôi đã phải thuê tám người làm việc bốn mươi giờ một tuần để làm công việc này. Và đây là điểm nghẽn trong chương trình thử nghiệm. Các mẫu cho tám kỹ thuật viên này chuẩn bị được đông khô trong 24 giờ trước khi chuyển sang phòng tiếp theo, tại đó các mẫu được chiết xuất DNA trước khi xét nghiệm. ASLB lây lan như thế nào và tại sao nó lại có vẻ lây lan nhanh như vậy? Bệnh vàng lá hoặc ASLB được gây ra hoặc liên quan đến vi khuẩn. Đây không phải là vi khuẩn điển hình bạn thường thấy, vì không thể phát triển vi khuẩn này bên ngoài vật chủ của nó. Nó chỉ có thể sống bên trong cây hoặc bên trong vật trung gian hoặc loài côn trùng được gọi là rầy chổng cánh châu Á. Rầy chổng cánh châu Á là con đường mà vi khuẩn này tự lây lan từ cây này sang cây khác. Khi rầy ăn một cây bị nhiễm bệnh, nó sẽ lấy vi khuẩn đó rồi chuyển sang cây khác. Nếu cây đó khỏe mạnh và bị ăn, nó sẽ truyền vi khuẩn sang cây đó. Vâng, đó chính là phương thức lây bệnh. Và một cách khác làm lây lan là ghép chồi cây bị nhiễm bệnh. Đây là phòng thí nghiệm chẩn đoán. Và vì vậy, những gì chúng tôi làm ở đây là kiểm tra sự hiện diện của vi khuẩn có trong côn trùng và cả trong thực vật. Trong những năm qua, chúng tôi đã phát triển một phương pháp thông lượng cao để phát hiện vi khuẩn và vì có robot hỗ trợ, chúng tôi có khả năng kiểm tra 138.000 mẫu mỗi năm. Giờ đây, chúng tôi có thể phát hiện cây bị nhiễm bệnh với tốc độ nhanh hơn nhiều và hiện tại, chúng tôi có gần 1.500 cây dương tính. Tất cả đều nằm trong các khu dân cư ở Los Angeles, Orange County và Riverside County. Đây là một phần của bước đầu tiên của quá trình tách chiếc DNA. Chúng tôi sẽ chạy một chương trình giúp phá vỡ mô đó sâu hơn để có được nhiều chiếc xuất hơn. DNA hiện đang thoát ra. Đã có rất nhiều nghiên cứu khoa học về các cách để giảm sự lây lan của ASLB. Giải pháp đã gần sẵn sàng hay chưa? Là một chuyên gia chẩn đoán, chúng tôi có trách nhiệm liên tục cải tiến kỹ thuật của mình để có thể tiếp tục nâng cao hiệu quả tiếp tục tăng độ đặc hiệu của các xét nghiệm đây là phương pháp thử nghiệm bệnh vàng lá hiện đại mà chúng tôi có ngay lúc này ở bang california nhưng có nhiều nhà nghiên cứu khác cũng đang nghiên cứu phát triển các kỹ thuật khác các kỹ thuật đó được gọi là công nghệ phát hiện sớm hơn có thể phát hiện sự hiện diện của vi khuẩn ở giai đoạn đầu của nhiễm trùng Họ còn sử dụng cả chó dò bệnh, đó là một ví dụ về EDT. Những con chó được huấn luyện để đánh hơi mùi đặc trưng phát ra từ một cây bị nhiễm bệnh SLB. Vậy giờ chúng ta đã gần giải quyết được vấn đề chưa? Chưa, chúng ta vẫn chưa có cách chữa khỏi căn bệnh này vì có rất nhiều thách thức liên quan đến căn bệnh vàng lá. Vi khuẩn không thể sinh sôi và có những nhà nghiên cứu ngoài kia đang nghiên cứu để tìm ra những giống có khả năng chống chịu với căn bệnh này. Và vì vậy, tôi nghĩ rằng, nghiên cứu đang diễn ra, chúng tôi đang đạt được rất nhiều tiến bộ. Chúng tôi vẫn chưa tìm ra phương án, nhưng đang có rất nhiều tiến bộ trong việc quản lý và sống chung với căn bệnh này. Tiếp theo, các mẫu được chuyển đến phòng thí nghiệm phân tử. Tại đây, họ thêm vào các phân tử đặc biệt, được gọi là mồi để có thể phát hiện DNA của vi khuẩn gây bệnh HLB trong mẫu việc ghép cành với gỗ chồi nhập khẩu hoặc gỗ chồi không được chứng nhận có thực sự góp phần vào sự lây lan của bệnh aslb không vì bệnh đã có ở california rồi không bao giờ được ghép chồi không được chứng nhận đúng đúng là đã có bệnh ở đây ở california có bệnh aslb ở california nhưng nó ở những khu vực hạn chế và chúng tôi không muốn bệnh có khả năng lây lan ra ngoài khu vực cách ly hiện nay ở california có 6 kiểu gen đã biết về cơ bản chúng cho ta biết rằng có thể đã có 6 đầu bệnh aslb khác nhau ở tiểu bang chúng ta và do đó nếu bạn ghép với gỗ chồi không được chứng nhận hoặc gỗ chồi nhập khẩu không có chứng nhận thì bạn có thể làm tăng khả năng lây lan dịch bệnh ra bên ngoài các khu vực cách ly này và có thể bạn đã đưa một dòng aslb khác vào đây ở california một dòng bệnh thậm chí còn độc hơn những gì ta có ngay bây giờ một trong những nhà khoa học môi trường của chúng tôi monica đang chuẩn bị chạy pcr để phát hiện aslb Mọi người có thể thực hiện những hành động nào để tránh sự lây lan của ASLB? để ngăn chặn sự lây lan của bệnh vàng lá hoặc aslb đừng di chuyển bất kỳ cây cam hút nào trong chậu hoặc các bộ phận của cây có khả năng trở thành cây mới khỏi khu vực cách ly aslb nếu bạn muốn đem quả đi tặng hãy đảm bảo rằng bạn đã loại bỏ tất cả thân và lá và vui lòng đem tặng quả đó trong địa phương không di chuyển nó quá xa nhà của bạn chúng tôi muốn đảm bảo rằng không có bất kỳ cơ hội nào để lây lan dịch bệnh nếu bạn cho rằng có khả năng có sầy chổng cánh châu á hoặc sầy nâu trên khu đất của mình vui lòng liên hệ với trung tâm làm vườn và nhà ở địa phương để tìm hiểu xem có bất kỳ biện pháp khắc phục địa phương nào mà bạn có thể áp dụng đối với trầy chống cánh châu Á để ngăn chặn quần thể rầy và liên hệ CDFA theo số 18004911899 họ sẽ cử người đến quan sát cây của bạn để xem có ASLB không tiếp theo các mẫu được đưa đến phòng BCA tại đây họ sử dụng một phương pháp gọi là phản ứng chuỗi polymerase để khuếch đại DNA trong các mẫu DNA của vi khuẩn gây ra ASLB sau đó sẽ được phát hiện các cây cam quýt trong nhà có nguy cơ nhiễm ASLB không nếu có trầy chổng cánh châu Á trong môi trường, thì bất luận bạn trồng cây trong nhà hay ngoài trời, cây của bạn sẽ gặp rủi ro. Bạn có thể vô tình mang rầy dính trên người hoặc qua cửa và chúng có thể ăn cây của bạn và lây bệnh. Nếu người dân sống trong khu cách ly ASLB thì có được mang cây vào khu cách ly từ bên ngoài khu cách ly không? Và liệu họ có thể di chuyển cây cầm quýt trong vùng cách ly không? Nếu bạn sống trong vùng cách ly ASLB, bạn có thể di chuyển cây từ bên ngoài khu vực đó vào khu vực cách ly ASLB. Tuy nhiên, điều đó không được khuyến khích, có vi khuẩn trong môi trường và khả năng cây của bạn bị nhiễm bệnh là có, còn câu hỏi tôi có thể di chuyển cây xung quanh vùng cách ly ASLB không? Một lần nữa xin trả lời rằng điều đó không được khuyến khích. Chúng tôi không muốn vi khuẩn có cơ hội di chuyển từ nơi này đến nơi khác vì những khu cách ly rộng 5 dặm vuông và chúng tôi không muốn di chuyển vi khuẩn đó trong khu vực rộng 5 dặm vuông đó. Có bất kỳ biện pháp hữu cơ nào như trà ủ có thể được sử dụng để điều trị cây bệnh nhiễm ASLB không? Đèn nhé, tôi muốn nói thật rõ, không có biện pháp chữa trị nào cho bệnh ASLB, hữu cơ hay gì đi nữa nếu cây của bạn bị bệnh aslb thì cần phải loại bỏ ngay bằng cách loại bỏ cây của bạn bạn đang bảo vệ những cây khác trong sân nhà mình trong khu phố của bạn cộng đồng của bạn và trong tiểu bang và tất cả chúng ta đều đóng góp vào cây cam quýt california nếu tìm thấy rầy chổng cánh châu á trên cây cam quýt thì có nghĩa là cây đã bị nhiễm bệnh vàng lá người dân nên làm gì nếu phát hiện thấy rầy chổng cánh châu á trên cây họ cam quýt aslb là bệnh gây hại nặng nề nhất trên cây cam quýt trên toàn thế giới nếu bạn sở hữu cây cam quýt bạn phải siêng năng kiểm tra cây để tìm các triệu chứng của bệnh ASLB và sự hiện diện của rầy chổng cánh châu Á. Nếu bạn thấy có rầy, điều đó không nhất thiết có nghĩa là cây của bạn dương tính với bệnh. Chúng tôi phải kiểm tra cây của bạn để xem nó có vi khuẩn hay không. Nếu bạn thấy rầy chổng cánh châu Á trên cây của mình, đặc biệt nếu bạn đang ở ngoài vùng cách ly, điều quan trọng là phải liên hệ với số điện thoại đường dây nóng của CDFA và cho họ biết rằng bạn phát hiện thấy có rầy chổng cánh châu Á nghi ngờ có rầy trên cây cam quýt của bạn, bạn có thể liên hệ với các bậc thầy làm vườn địa phương, bạn có thể liên hệ với chuyên gia khuyến nông UC trong khu vực và cho họ biết những gì bạn đã thấy. Bạn cũng có thể gửi ảnh cho họ nếu bạn nghĩ rằng bạn thấy các triệu chứng ASLB trên cây của bạn. Quan trọng là chúng tôi phải theo dõi và thực sự thu thập mẫu côn trùng, thu thập mẫu cây, sau đó gửi đến phòng thí nghiệm ở đây để có thể kiểm tra chúng đây là hai mẫu dương tính mà chúng tôi có thể phát hiện bằng PCR thời gian thực. Dưới đây là một số mẫu lá của cây cam quýt cho kết quả dương tính với bệnh, một số mẫu có các triệu chứng bệnh và những mẫu khác thì không. Và vân đen, tôi muốn giới thiệu bạn với tiến sĩ Martin Hauser. Tiến sĩ Martin Hauser là một nhà côn trùng học tại Trung tâm Chẩn đoán Dịch hại Thực vật CDFA. Đen, chào mừng đến với bộ sưu tập côn trùng. Chúng tôi có khoảng 2 triệu mẫu vật khác nhau ở đây trong bộ sưu tập này, nên nó chỉ là một bộ sưu tập cỡ vừa chúng ta hãy quan sát các loài rầy nhé ngăn kéo này là các mẫu vật điển hình khác nhau của những loài gây hại này không phải tất cả đều là loài gây hại còn có cả lá và những thiệt hại mà chúng đang gây ra tất cả chúng đều được đặt ở đây để chúng tôi có thể so sánh chúng với các mẫu vật chúng tôi nhận được từ thực địa từ trạm thực địa và từ những người trồng cây cam quýt ở california ta đã có bệnh vàng lá bệnh hại cây cam quýt tồi tệ nhất từng được biết đến và rây chổng cánh châu á loài côn trùng lây lan aslb liệu mọi thứ có thể tồi tệ hơn nữa đối với cây cam quýt ở california không đây là một câu hỏi hay và tất nhiên mọi thứ sẽ trở nên tồi tệ hơn sẽ xuất hiện một căn bệnh mới nhưng chúng ta đã chuẩn bị sẵn sàng vì đó là điều mà bộ nông nghiệp và thực phẩm california đang làm chúng tôi xác định và theo dõi các côn trùng xâm nhập mới và căn bệnh mới do những côn trùng này mang theo một trong những lý do tại sao đây là một vấn đề thường xuyên là vì ở california có khí hậu hoàn hảo với loại đất hoàn hảo nhờ đó ta có thể trồng tất cả các loại nông sản cây trồng và rau từ khắp nơi trên thế giới ta đã mang vào cây trồng sạch không có ký sinh trùng và côn trùng sâu bệnh nhưng những côn trùng này vẫn sẽ tìm đến và bám lấy cây trồng của chúng ta cam và cây cam quýt và do đó sẽ càng ngày có nhiều sâu bệnh hơn trong những năm qua đến từ khu vực bản địa của chúng từ đông nam á và vì vậy ta phải theo dõi những dịch bệnh và côn trùng xâm hại này và ta có những chiếc bẫy dính đặc trên cây và một bộ sưu tập côn trùng lớn nơi để từ đó so sánh tất cả các loài gây hại đã biết và cả những loài côn trùng lành tính vô hại với những loài cây gây hại đã tìm thấy trong vườn cam quýt để giúp cho nền nông nghiệp của chúng ta chủ nhà có thể truy cập vào đâu để tìm thêm thông tin về việc phải làm gì nếu phát hiện thấy rầy trộm cánh châu Á hoặc S.E.B. trên khu đất của họ. Vậy nếu chủ nhà muốn biết thêm thông tin về rầy nâu và rầy trộm cánh châu Á, họ có thể truy cập trang web california org Ngoài ra có thông tin trên trang web UCIBM. Chỉ cần tìm tháp cho chủ nhà, chúng tôi cũng có một số điện thoại 1800 là số 1800 491 1899. Mọi người có thể gọi cho số đó và đặt câu hỏi. Chúng tôi có nhân viên được đào tạo thúc trực để trả lời các câu hỏi. Và đen cũng sẽ có một số video bổ sung trong loạt phim này. Vui lòng bấm vào đó sẽ có thêm thông tin trong những video đó